Câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh không chỉ là về việc cô đang nỗ lực thi đấu để giành thành tích huy chương tại các giải quốc tế, mà còn về mục tiêu lớn hơn, tìm kiếm cơ hội tham dự Thế vận hội Olympic cho bản thân, một mục tiêu không hề dễ dàng. Ảnh minh họa MH, một bài toán đặt ra đang khiến nhiều người quan tâm, liệu đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể có suất chính thức tham gia Thế vận hội Olympic Paris 2024 Pháp hay không? Hoặc trong trường hợp không đủ suất chính thức tại kỳ Thế vận hội này, chúng ta sẽ còn phải chờ đến bao lâu mới có thể thấy một tuyển thủ vượt qua ngưỡng chuẩn để giành vé thi đấu chính thức tại Olympic? Cả hai câu hỏi này đều không đơn giản để trả lời. Lần tham gia Olympic gần nhất của đoàn điền kinh Việt Nam diễn ra tại kỳ thi đấu Olympic Tokyo 2020, tổ chức vào năm 2021 do dịch Covid-19. Trong đoàn tham dự, chúng ta chỉ có duy nhất tuyển thủ Quách Thị Lan và cô đã tham gia theo suất đặc cách của Liên đoàn điền kinh Thế giới IAAF. Tại sự kiện này, Quách Thị Lan đã ghi danh vào bán kết nội dung cự ly 400m rào, đánh dấu lần đầu tiên một vận động viên của Việt Nam tiến vào vòng bán kết tại Olympic. Trước đó, điền kinh Việt Nam liên tục giành được suất chính thức tham gia Olympic, bao gồm cả kỳ Olympic London 2012, Anh, với hai suất của tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc, đi bộ 20km nữ, và Dương Thị Việt Anh, nhảy cao nữ, cùng kỳ Olympic Rio de Janeiro 2016, Brazil, với Nguyễn Thành Ngưng, đi bộ 20km nam, và Nguyễn Thị Huyền, 400m, 400m rào nữ. Tất cả họ đều vượt qua ngưỡng chuẩn Olympic qua những giải đấu quốc tế trước đó để giành được tấm vé quan trọng này. Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam không chỉ đơn thuần là hướng đến việc giành được suất chính thức tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024 Pháp, mà còn đối mặt với thách thức xác định tuyển thủ nào và trong nội dung nào, nam hoặc nữ, sẽ có cơ hội thi đấu tại sự kiện lớn này. Liên đoàn điền kinh Thế giới IAAF đã công bố lịch thi đấu quốc tế cho các vận động viên nhằm thiết lập thành tích chuẩn dự Olympic. Theo lịch thi đấu, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024, tất cả các nội dung cá nhân, trừ 10.000m marathon, nội dung hỗn hợp, đi bộ, sẽ được xét chuẩn qua các giải quốc tế. Riêng 10.000m marathon, nội dung hỗn hợp và đi bộ sẽ tính chuẩn từ 31 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Nội dung marathon có thời gian chuẩn từ 1 tháng 11 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2024. Lên lịch như vậy cho thấy, điền kinh Việt Nam đã có ít nhất hai cơ hội để tìm kiếm suất tham dự Olympic thông qua các giải thi đấu quốc tế. Đó là giải điền kinh vô địch châu Á 2023 tháng 7 tại Thái Lan và giải điền kinh vô địch thế giới 2023 tại Hungary. Tại giải điền kinh vô địch châu Á 2023, đội tuyển không đạt được suất Olympic nào. Tại giải điền kinh vô địch thế giới 2023 vào ngày 19 tháng 8, theo giờ địa phương tại Hungary, tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh tham gia nội dung 1.500m nữ và đạt thành tích 4 bộ 12 inch 28. Oanh đứng thứ 51 phần 55 vận động viên tham gia nội dung này. Mặc dù vậy, kết quả 4 bộ 12 inch 28 là thành tích cá nhân tốt nhất của Oanh cho đến nay. Tuy nhiên, chuẩn Olympic cho nội dung này do IAAF đưa ra là 4.02.50, cao hơn nhiều so với kết quả của Oanh. Ngoài ra, nội dung mà Oanh có thế mạnh là cự ly 3.000m chướng ngại vật, nhưng chuẩn Olympic tại nội dung này là 9 bộ 23 inch 00, một thử thách vượt qua khá khó khăn cho điền kinh Việt Nam.